Xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ một món cho dịp lễ Tết hoặc lâu lâu làm cho thay đổi khẩu vị cho gia đình mình thì rất là ngon. Đó là ba rọi ngâm nước mắm nha. Ở đây mình có 1 kg thịt ba rọi, 400g nước dừa, 200g nước mắm, 1 ít lá dứa, tỏi, ớt, hiểm, 3 thanh quế, ít lá nguyệt quế, riềng và gừng. Mình có thêm 3 hũ thủy tinh để đựng nha. Các bạn vào bếp cùng mình nha. Riềng mình cắt lát ha, gừng các bạn cũng cắt lát. Các bạn cho mình một loại nước, cho ít riềng, ít gừng, lá dứa. Các bạn đổ sôi nha. Rồi bây giờ các bạn chần cho mình 1 đến 2 phút ha, cho mình heo nó sạch chưa. Rồi bây giờ các bạn vớt ra đường áo ha. Rồi bây giờ mình sẽ xếp thịt heo vô keo ha. Các bạn nên dùng keo thủy tinh. Rồi mình cho một lát gừng, ít tỏi, ớt. Rồi mình để được 3 keo ha. Mình có lá nguyệt quế, quế, gừng, ớt, tỏi. Món ba rọi ngâm nước mắm của mình nó ngon, nó thơm hơn ha. Các bạn cho 400ml nước dừa, 200ml nước mắm, cho 1 muỗng canh đường, các bạn cho 1/3 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột ngọt. Rồi các bạn đổ sôi cho mình ha. Rồi giờ nước đã sôi mình tắt bếp ha. Rồi giờ các bạn cho nước mắm vào keo nha. Rất là đẹp ha. Rồi giờ mình sẽ đem đi hấp. Rồi các bạn hấp cho mình 40 phút ha. Rồi ok. Rất là ngon đấy. Rồi thịt mình đã đầy nguội, giờ sẽ ra miếng. Các bạn xem thế nào ha. Thơm lắm các bạn, thơm cực kỳ luôn. Rồi món ba rọi ngâm nước mắm của mình đã xong, rất là thơm ngon. Món này mình có thể ăn với rau sống, bánh tráng, ăn cơm nóng thì rất là ngon.